Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Ruth. Trời ơi, bữa giờ Ruth đi về quê ăn Tết nên là dọn dẹp rồi phụ ba mẹ làm đồ cúng nữa, không có quay video được. Thôi, giờ Ruth sẽ qua nhà sếp để rủ sếp đi chuẩn bị Tết trong Play Together nha. Chưa có mua gì cho mẹ hết trơn á. Rồi, lấy cái xe đi nè. Đó, cái siêu xe Lamborghini của Ruth đó nha. Chạy tốc độ có 5.5 à, trời đất ơi nó chậm. Rồi, giờ kiếm nhà sếp không biết tới mai không á. Mai mới tới luôn á trời, với tốc độ chạy này. Nhưng mà Ruth chưa có mua xe xịn hơn nữa. Đi xe cười cười cũng được các bạn. Tới nhà sếp rồi nè. Sếp ơi, có nhà không sếp? Ủa, có nhà không mà mở cửa vậy ta? Không khóa cửa lại. Thôi, để Ruth vô coi thử có nhà không. Sếp ơi sếp. Ủa, có đi vệ sinh không mà sao giường không nhà trống vậy, đâu có nhà vệ sinh đâu. Ủa, đi đâu rồi ta? Thôi, để Ruth ra ngoài coi thử có ngoài không. Đi đâu rồi trời, đi đâu mà để cửa vậy trời. Để lấy cái điện thoại gọi coi thử cái nè. Đâu sếp đâu? Ủa có online. Ôi trời đất ơi, người ta thấy đồ còn hù cái gì nữa. Đứng đây nãy giờ mà kêu không có trả lời. Trời đất ơi. Chào sếp nha, bữa giờ không gặp, khỏe không vậy? Khỏe không? Ủa sao không khỏe vậy? Trời đất ơi. Thôi bớt xạo nha. Để đứa cho này nè. Để đứa kiếm. Để đứa cho này nha. Đây. Cho cái gậy chứ cho cái gì. Nó tội nó xạo. Xạo nè. Bê lớn ai bày mà xạo hả? Đóng đúng nè mà còn dãy đành đập đành đập. Trời đất ơi. Thôi đi mua sắm với đứa đi nha. Đi không? Mua đồ Tết. Chứ đứa chưa có đồ Tết để bận nữa. Để đứa lấy chiếc xe Lamborghini để chở ship đi. Trời ơi, đây là phiên bản giới hạn á. Gọi là sự kết hợp giữa Lamborghini với lại Mercedes. Ghê không? Trời đất ơi. Chạy tốc độ của siêu xe luôn á trời. Đi qua thị trấn vô mò kiếm đồ mua. Chứ nghèo quá. Nhà sếp nấu bánh chưng rồi hả? Nhà Ruth năm nay không có nấu bánh chưng luôn á. Nhà Ruth mới ăn tiệc tất niên ngày hôm qua nè. Trời ơi, ăn bể bụng luôn á. Nhưng mà năm nay mẹ Ruth không có gói bánh chưng với bánh tét là hơi buồn á. Tính gói bánh chưng mini cho dễ thương. Ủa, chuyện gì mà mấy bạn tụ tập ngoài đường nhở? Chặn đường nhở? Ủa, cái gì ta? Hai chiếc xe luôn. Ủa, cái gì á? Sao chặn đầu xe Ruth? Ruth đi đâu kệ Ruth chứ? Ôi, chỗ đi, tránh ra đi. Cho Ruth đi coi nè. Ôi, cái gì mà chặn đầu xe Ruth hoài vậy nè? Ở đâu ra vậy? Ruth đâu quen mấy bạn đâu. Kệ Ruth, trời đất ơi. Ruth đi đâu kệ Ruth? Ôi, sếp nói gì đi chứ? Không có rảnh đâu mà chơi. Ôi, nghèo kệ Ruth chứ mắc cười quá. Để Ruth đây, ơi, lại chặn đầu xe nữa nè. Gì vậy trời? Nghèo á, sao không? Trời đất ơi, tự nhiên nói người ta nghèo. Ủa, tự nhiên đi xe cùi thì sao? Lamborghini của người ta mà kêu xe cùi. Trời đất ơi, cái xe này sao trời? Ủa, các bạn đi xe xịn thì được nói rất nghèo hả? Thì không thích mua thôi chứ có gì đâu trời. Bắt gì phải mua xe xịn. Rồi đi xe xịn mới là không nghèo hả? Trời đất ơi, mất gì đâu phải chứng tỏ với các bạn chứ. Mà chứng tỏ như thế nào? Đại gia bán bánh mì. Trời đất ơi, bánh mì mà thành đại gia. Không có thì nghèo hả? Ủa, tức cười ghê luôn á. Bán bánh mì gì mắc dữ trời. Người ta không thích mua thôi. Nổ gì nổ trời, tự nhiên. Thì giờ chưa có, chuẩn bị mua, được chưa? Giờ mà rút có thì các bạn chịu gì? Có thiệt mà. Không có gì ngoài tiền hả? Ok luôn, vậy giờ sát một cái kèo luôn. Nếu mà rút có thì các bạn phải trả cho rút 1.000 kim cương được không? Ok, mai rút đem xe ra. Ok, giờ để rút đi đi. Trời đất ơi, tự nhiên tính đi mua đồ mà gặp cái gì vậy trời? Đang vui giờ hết hứng mua đồ luôn. Còn đuổi heo nữa nè. Rút không có đủ tiền. Nhưng mà yên tâm đi, không sao đâu. Rút còn tới 1.000 bao lì xì chứ có khui. Bao lì xì của fan tặng Rút á. Nên là giờ về nhà ship để Rút khui bao lì xì nha. Ok, tới nhà ship rồi nè. Trời ơi, ngồi đó. Để Rút ra bóc lì xì phụ Rút đi nha. Chứ nhiều lắm, mấy bạn gửi cho Rút quá trời luôn. Để coi thử tổng thu nhập từ bao lì xì của Rút là nhiêu. Giờ Rút sẽ đọc thư nè. Gần 1.000 bao luôn á. Đây, bao lì xì đầu tiên. Ôi, được 10 đá quý. Bạn chỉ ghi chữ W thôi, cảm ơn bạn nha. Bao lì xì thứ hai 2.000, ồ, cảm ơn em nha. Còn 700, cảm ơn em, mong Rút thích, cảm ơn em nha. Rồi, tiếp theo nè. 1.300,
cảm ơn em luôn. Trời ơi, một cái bao lì xì mình có thể khui ra từ mấy trăm ngàn tới vài ngàn cũng có luôn á. Vậy thì nhanh giàu lắm luôn á các bạn. Mười đá quý nè, đứa có rất là nhiều đồ mà không biết sao mấy bạn toàn nghĩ là phải bạn bộ đồ đầu ong, mình gấu, cánh ong thì mới là đứa. Tại lâu lâu đứa đóng phim á, xong đứa thay đồ á, các bạn không nhận ra, cứ đòi đứa phải bạn đồ kia cơ. Rồi, em có rất nhiều tiền luôn, các bạn đi, chị muốn gì em cho đó. Trời ơi, rất có đại gia nuôi rồi các bạn. Bạn gia khải cu te, em tặng tiếp, em có một hai không, ủa là bao nhiêu ta? Kim cương, chị muốn gì? Chị muốn em tặng chiếc xe 12.000 kim cương không? Trời ơi, ơi đại gia thiệt sự luôn, gửi cho đứa ba thư liên tục luôn nè. Chị rất cu te ơi, em lì xì nè. Trời ơi, nếu mà gia khải có coi cái video của rút thì nhớ nhắn tin riêng trên Facebook của rút nha, để tôi gửi số tài khoản. Chào Quang Vinh nha. Tại vì thời lượng một video thì không thể nào là quá dài được, nên là nhiều khi là rút không thể nào mà hiển thị cái tin nhắn của các bạn lên hết được, nên là các bạn yên tâm là rút sẽ đọc hết, nhưng mà rút không có thể nào mà quay hết được, chứ không là nó dài tới mốt luôn á các bạn. Nó phải khui một ngày nó mới hết luôn á, nên là bạn nào mà không có được lên thì cũng đừng có buồn nha. Không khác mình sẽ được lên sao, nhưng mà rút đảm bảo là rút đã đọc hết. Và rút cũng cảm ơn các bạn vì đã gửi thư cho rút rất là nhiều, gửi cho rút rất là nhiều quà và rất là nhiều lì xì luôn. Rồi khui xong rồi nè các bạn. Trời đất ơi, một ngày một đêm và được nhiêu hả? Rút đã được 288.433 đồng với lại 715 kim cương. Ghê không, ghê không? Đúng rồi, khui từ hôm qua tới nay luôn á, rớt cái tay hai đứa luôn. Thôi giờ đi mua xe đi chứ không kịp. Đây đây, chở ra chỗ xe đi. Ta hãy chẳng mua xe. Mua siêu xe luôn. Trời đất ơi, mấy cái xe của mấy bạn để giờ rút mua mấy chiếc cho biết. Chào chú nha, tư vấn cho con chiếc xe nào mua bằng tiền sao mà mắc nhất luôn nha. Để coi chiếc này nhiêu tiền nha. Ui, 15.000 kim cương thôi, bỏ qua, chứ đâu có đủ. Bữa nào thu tập đủ rồi mua. Rồi lại đây, coi cái này thử bao nhiêu đây. Ôi, 12.000 kim cương thôi, bỏ luôn. Đi coi cái khác, cái xe này chắc là mắc nè. Ôi, 54.000 tiền sao hả? Có một bạn hồi tối đi xe đây nè. Còn xe đây là bao nhiêu đây? Trời ơi, cũng có 54.000 rồi mua chục chiếc. Xe này, xe này mắc nhất, 67.500. Ok, mua chiếc này đi. Ok ha, rồi quẹt thẻ giùm con nè, để con lái chiếc này con đi khè với thiên hạ coi. Quẹt thẻ luôn, mua liền luôn, chỉ có một màu trắng thôi à. Rồi ok, để tới chỗ hẹn thôi. Chờ sẵn đây luôn rồi nè. Nè, thấy chưa, thấy xe xịn chưa, được chưa? Đưa kim cương đây, chứ nói gì nhiều. Thấy xe xịn của người ta chưa, chịu thua chưa? Ủa? Trời đất ơi, người ta không muốn mua thôi chứ bộ. Đó, đồng bọn tới quá trời rồi. Gì mượn trời, gì vậy trời, người ta mua đó trời đất ơi. Con người ta quay xe nè, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Xe bạn có làm gì được không? Trời đất ơi, xe người ta mua. Trời ơi, tôi nghèo nhưng mà fan của tôi rất là giàu nha. Đừng có giỡn. Coi tài khoản của người ta đi kìa, thấy bao nhiêu tiền, bao nhiêu kim cương không? Trời đất ơi, trời ơi, chưa có coi gì hết mà đánh giá người ta vậy đó, ghê không? Chứ sao nữa trời. Đừng bao giờ khinh thường người khác nghe chưa. Ủa mình mua gì đâu. Tiêu 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 tiêu. Thôi nhận đệ tử hả? Ok thì nhận, thì nhận cũng được á. Nhưng mà các bạn phải bỏ đi cái tính khinh thường người khác đi, thì đứa mới chịu nhận các bạn làm đệ tử. Ok, bây giờ dẫn chị Đại đi mua đồ Tết đi nè. Trời ơi, mấy đứa làm mất một ngày một đêm của chị Đại không có mua đồ Tết được á. Tới trung tâm thương mại nè. Bây giờ phải bận cái bộ đồ nào mà nó ngầu một tí. Ớ, bộ đồ đây nè, hợp với chị Đại nè. Thấy chưa, thấy cộng dây chuyền là thấy rít kích liền. Ôi, ghê không, ghê không, ghê không mấy đứa. Rồi, giờ rút mua luôn. Trời, bữa nay 96 kim cương rút mua cái rạc theo cái kiến nữa nè, ghê không? Ra dán chị Đại liền. Rồi, bây giờ đi kiếm chỗ chụp hình tốt đi. Chở chị Đại đi đi, tiếp làm tài xế nha. Ok, đi mấy đứa, đi lại chụp hình tốt chứ là chị Đại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Ruth. Hy vọng các bạn sẽ thích những video của Ruth và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.